Chả là ngày kia giỗ mẹ anh, tôi tính là làm mâm cơm anh chị về thắp hương, xong mấy bố con mình thụ lộc. Ui, vâng. Anh Vâng cái kiểu gì? Anh Vâng để đấy à? Chắc anh chả nhớ ngày giỗ mẹ anh chứ gì. Bố buồn cười nhỉ, dỗ mẹ thì con phải nhớ chứ. Ngày kia đúng không ạ? Ngày kia. Thôi chết rồi. Ngày kia con phải đưa mẹ vợ đi có việc mà con lỡ hứa mất rồi. Cái gì? Không thể hôm khác được à? Hay là bố cho con về con thắp hương thôi nhé. Dỗ mẹ anh đấy. Có thật là anh Dũng nói thế không ạ? Thế bác lại lươn với mày à? Nó còn dặn là phải đưa mày về tận đến trường an toàn đấy. Thế mà vừa nãy cứ trợn ngược cả mắt cả mũi lên như kiểu sắp đánh mình đến nơi ấy. Mà bác ơi, Hả? anh Dũng có nói gì thêm không ạ? Đúng rồi, nó còn bảo là mua cho mày trà sữa. Nhưng bác thấy mấy cái môn đấy nó không tốt cho sức khỏe, bác không mua. Trà sữa nhá thì nó nhiều đường, lắm calo, không tốt cho sức khỏe. Còn cái món trà xanh ấy, cẩn thận ấy, dính vào ấy là tan cửa nát nhà đấy. Ui, bác Thành bắt trend ghê thế. Ôi giời, ngày nào bác chả lết. À, hóa ra cậu tên Dũng mà. Chị đây tên Hoài. Hữu duyên như vậy thì có thể là bạn. Được, tôi thích những người thẳng thắn như chị. Ok, làm bạn. Còn trẩu lắm. Cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà không phải gu của chị. Còn cái vấn đề là bạn thì thôi. Sao lại thế? Bởi vì chị đây rất ghét bọn trẩu cấp 3, không lo học hành, suốt ngày ngồi quán nét. Đã thế còn cá với chẳng cược. Chị lại nói linh tinh rồi đấy. Ai nói chị tôi là học sinh cấp 3? Bé mà học nhiều không bé? Có ạ. Chắc học nhóm nhiều luôn đúng không? Vâng. Đừng làm gì để xấu mặt bố. Mày trả cho bác bao nhiêu? Đóng giả bố mày ấy, là phải trẻ, phải ngon, người ta mới tin chứ. Ông là... Dạ đây là... Phụ huynh của cháu Hoàng. Tôi là phụ huynh của cháu Dũng. Tôi tên là Hoàng. Thì ok bác. Bác, ô tô. Bác sợ đối diện với sự bất nhân, với sự vô cảm của con người. Trên đời này cái gì mà đã qua rồi ấy thì mình có vớt lại được gì đâu. Cứ vui vẻ mà sống bác ạ. Cái thằng trẻ danh này đi dạy khôn cái ông già.